Những người dân này đang tự tay phá bỏ công trình trên đất nhà mình để bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng đường. Con đường dẫn từ quốc lộ 39 vào khu di tích nhà thờ thân mẫu Bác Hồ, bà Hoàng Thị Loan, ngay trên quê hương của bà, thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khói Châu. Chúng tôi rất là vinh dự là mình lại ở cái đất quê của bác, mà bây giờ nhà nước mà có chương trình mà mở ra để làm đường cao giáo thì quá đẹp, mà chúng tôi rất là vinh dự, phấn khởi. Gần 1.000 mét vuông đất và các công trình trên đất được hơn 70 hộ dân hiến cho dự án. Theo thiết kế, con đường dài 1,1 km được mở rộng từ 3 mét lên 7 mét. Hai bên có rãnh thoát nước, mặt đường trải áp phan. Hộ ông Vũ Công Khoan hiến gần 40 mét vuông đất, nhiều nhất trong số các hộ dân ở đây. Cái thôn này là có một cái nhà di tích lịch sử của bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi là cũng muốn để cho con đường rộng rãi và đồng thời có nhiều du khách đến với địa phương tham quan nhà thờ bà Hoàng Thị Loan. Chủ đầu tư dự án là Ủy ban Nhân dân huyện Khói Châu, kinh phí trên 21,5 tỷ đồng. Từ khi có dự án, địa phương đã rất quyết tâm để triển khai. Đa số là bà con trong dân ủng hộ và rất phấn khởi khi được cái dự án được sự quan tâm của cấp trên, các cấp ủy đảng, quyền các cấp từ tỉnh đến huyện. Khu di tích nhà thờ bà Hoàng Thị Loan cũng đang được gấp rút nâng cấp cải tạo để kịp hoàn thiện vào cuối năm nay trước ngày giỗ của bà. Cùng với con đường rộng mở sẽ là hai công trình mang ý nghĩa rất lớn với người dân nơi đây. Chỉ từ giờ cho tới cuối năm, tuyến đường này sẽ được rộng mở thênh thang lên tới 7 mét. Việc đi lại của người dân sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Và điều quan trọng là quang cảnh của khu đền thờ bà Hoàng Thị Loan sẽ khang trang và sạch đẹp hơn. Với những người dân ở đây, đây là một công trình mang nhiều ý nghĩa. Nó thể hiện tấm lòng, sự biết ơn của những người con ở quê ngoại của Bác Hồ với vị cha già kính yêu của dân tộc.